Hành trình phức tạp của oxy trong cơ thể người. Ai trong chúng ta cũng đã từng cố gắng nín thở để xem được bao lâu? Hay từng đặt câu hỏi, oxy trong cơ thể từ đâu mà có và chúng hoạt động như thế nào? Cách thức oxy di chuyển trong cơ thể chúng ta không đơn giản chỉ là hít vào, thở ra, mà đó là cả một quá trình nhịp nhàng. Hãy cùng lắng nghe Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Nhật, bác sĩ hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng chia sẻ về hành trình phức tạp của oxy trong cơ thể người để hiểu hơn về vấn đề này nhé. Nếu bạn đang thắc mắc cơ chế mà oxy hoạt động trong cơ thể của một chúng ta như thế nào, đường đi của oxy từ ngoài cơ thể vào cơ thể hoạt động ra sao, và đâu là những cơ quan đảm nhận vai trò quan trọng trong quá trình đưa oxy đi khắp cơ thể của chúng ta, thì cần hiểu rõ quá trình hoạt động của oxy trong cơ thể người như sau. Đường đi của oxy trong cơ thể chúng ta thực chất là một quá trình rất phức tạp và có sự tham gia của rất nhiều bộ phận khác nhau. Sự khởi đầu của quá trình oxy đi vào cơ thể là bạn sẽ hít vào. Theo tính toán, trung bình mỗi ngày chúng ta hít vào 17.000 lần. Đây thực sự là quá trình đòi hỏi sự phối hợp rất lớn từ các cơ quan, trong đó các cơ quan nội tạng quan trọng như ruột, não, phổi, máu, xương và trái tim phải cùng nhau phối hợp làm việc một cách nhịp nhàng để duy trì sự sống cho bạn bằng cách đưa oxy đến các mô trong cơ thể để cung cấp cho từng tế bào. Quá trình này tạo ra một phân tử gọi là ATP mà các tế bào dùng để khởi động các chức năng khác. Việc đưa oxy tới các tế bào trong cơ thể là một công việc rất phức tạp. Ta cần hiểu rằng không khí đi vào tế bào bằng cách khuếch tán ra từ các vùng lân cận và điều đấy chỉ diễn ra hiệu quả ở những khoảng cách hẹp. Để oxy đến được với các tế bào trong cơ thể người thì cần một mạng lưới làm nhiệm vụ vận chuyển. Nhiệm vụ này được thực hiện bởi 20.000 tỷ tế bào hồng cầu. Mỗi tế bào chứa 270 triệu phần tử gắn oxy của tế bào hồng cầu tạo cho máu có màu đỏ tươi. Để tạo ra những tế bào này, cơ thể người sử dụng các nguyên liệu có được từ những thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày. Do đó có thể coi hành trình của oxy đi khắp cơ thể bắt đầu từ ruột. Một điều thú vị nữa là mỗi giây trong cơ thể chúng ta có tới 2,5 triệu tế bào hồng cầu được xáo trộn. Nó tương đương với 1/3 dân số Hà Nội. Để oxy chuyển đến phổi thì trước tiên bộ não sẽ truyền tín hiệu thần kinh đến cơ hoành và cơ liên sườn. Việc này làm chúng co lại, làm tăng khoảng trống bên trong lồng ngực, khiến phổi nở ra. Lúc này phổi của bạn mang áp lực âm, không khí từ ngoài được hút vào. Bề mặt tiếp xúc của hai lá phổi có thể lên đến 100m², tương đương với một mặt sàn văn phòng làm việc của một công ty. Sau khi qua phổi, những tế bào giàu oxy sẽ được mang tới hệ tuần hoàn, một tập hợp các mao mạch có khả năng chạm tới tất cả các tế bào trong cơ thể. Nếu trải tất cả các mạch máu ra một mặt phẳng thì có thể sẽ cuốn được trái đất vài vòng cơ đấy. Hồng cầu được đẩy qua mạng lưới mạch máu khổng lồ này và đó là nhiệm vụ của tim. Tim đập liên tục, mở ra và đóng lại khoảng 100.000 lần mỗi ngày. Đây chính là nhà máy cuối cùng để đẩy oxy đến nơi nó cần đến. Quá trình oxy đi trong cơ thể người là một hành trình rất phức tạp. Nó không chỉ là sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan mà còn là sự vận hành liên tục của tim, phổi. Mọi cơ quan của cơ thể bạn đều được cấu tạo từ tế bào. Và đối với các tế bào thì oxy chính là sự sống. Tế bào sẽ chết nếu không cung cấp đủ oxy cần thiết. Cơ thể của chúng ta sẽ gặp vấn đề nếu quá trình vận chuyển oxy trong cơ thể gặp trục trặc. Trong đó, suy hô hấp là biểu hiện chung khi cơ thể bị thiếu oxy. Hoạt động hô hấp và quá trình oxy hóa trong cơ thể bị rối loạn và suy giảm chức năng. Cụ thể là các biểu hiện như sau: mệt mỏi, ra nhiều mồ hôi, đau đầu, buồn nôn, khó thở, thở nhanh hoặc nông, tím tái, cơ thể bị kích thích, bồn chồn, tim và mạch đập nhanh, rối loạn, thị lực giảm, nhìn mờ hay còn gọi là hoa mắt, chóng mặt, trương lực và phối hợp cơ cũng như các nhóm cơ giảm, loạn thần, lơ mơ, ý thức giảm, huyết áp tăng lên trong giai đoạn đầu và giảm ở giai đoạn muộn. Hành trình phức tạp của oxy trong cơ thể người là quá trình duy trì sự sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Nếu oxy không hoạt động hay nói cách khác là cơ thể thiếu oxy có thể dẫn đến suy hô hấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng. Do đó cần nắm rõ những triệu chứng thiếu oxy để được cấp cứu và xử trí kịp thời. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.